Cuối tháng 4 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã công bố quyết định bổ nhiệm 8 chủ tịch Ủy ban Nhân dân của 8 quận huyện trực thuộc. Trong đợt bổ nhiệm này, ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng đã được chỉ định làm chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa, là một quần đảo của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng suốt 35 năm qua. Với bối cảnh như hiện nay, sự việc quần đảo Hoàng Sa chính thức có chủ tịch ủy ban hành chính mang ý nghĩa như thế nào? Mời quý vị nghe chuyên văn tổng hợp và tường trình. Đà Nẵng là một trong 10 tỉnh thành phố ở Việt Nam được chọn thử nghiệm mô hình không tổ chức hội đồng nhân dân ở cấp quận huyện. Do không còn hội đồng nhân dân để bầu chọn chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận huyện như trước, nên Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố được phép lựa chọn và bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan hành chính cấp kế cận. Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã sử dụng quyền này để bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban Hành chính của huyện đảo Hoàng Sa, vốn đang nằm trong tay ngoại bang. Hôm 27 tháng 4, hai ngày sau khi chính quyền thành phố Đà Nẵng công bố quyết định bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa, bà Khương Du, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã lên tiếng phản đối việc bổ nhiệm chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa và gọi đó là hành động bất hợp pháp, không có hiệu lực. Theo bà, Trung Quốc có chủ quyền bất khả tranh biện đối với quần đảo Tây Sa, cách mà Trung Quốc gọi quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và vùng biển quanh đó. Tuy nhiên, ông Phạm Hoàng Quân, một người chuyên nghiên cứu về những chứng cứ mà Trung Quốc sử dụng để đòi chủ quyền trên Biển Đông, khẳng định. Giới Trung Quốc bẻ công sự thật để nói là họ có chủ quyền. Tôi nghiên cứu nhiều thì nó chưa có ba ý. Thứ nhất là chính sử của Trung Quốc, tức là những cái được ban hành bởi chế độ cầm quyền trong lịch sử đó, thì hoàn toàn không có ghi nhận việc khai thác hoặc là cai quản hai quần đảo đó. Thứ nhì, các địa đồ cổ Trung Quốc, nói chung là địa hành chính của họ là không qua khỏi đảo Hải Nam. Trường hợp có là có nhà hàng hải, họ ghi nhận với tính cách là họ nhìn qua chưa đi được. Trung Quốc chỉ chuyên dùng những cái dữ liệu đó để mà nói rằng họ đã phát hiện sớm, nhưng mà những phát hiện đó không mang tính khai phát, tức là đặt sự quản lý cho nhà nước ở những nơi đó. Ngược lại, có rất nhiều tài liệu, thư tịch, địa đồ, hải đồ cổ của cả người Việt lẫn người nước ngoài cho thấy, ngay từ đầu thế kỷ 17, chúa Nguyễn ở Đàng Trong đã cho thành lập đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải để khai thác các nguồn lợi về tài nguyên, thủy sản và những hóa vật từ các con tàu bị đắm ở khu vực Hoàng Sa. Đến năm 1816, vua Gia Long chính thức chiếm hữu đảo, ra lệnh cắm cờ trên đảo và đo thủy trình. Từ đó, Hoàng Sa luôn được xem như một phần lãnh thổ của Việt Nam, kể cả trong giai đoạn bị đặt dưới sự bảo hộ của chính quyền Pháp. Còn người Trung Hoa, lợi dụng những biến động lịch sử ở Việt Nam, họ đã hai lần dùng vũ lực để xâm chiếm Hoàng Sa. Lần đầu, vào năm 1956, khi quân đội Việt Nam Cộng Hòa chưa kịp đưa quân ra thay thế người Pháp ở Hoàng Sa theo Hiệp định Geneva, cả Trung Quốc lẫn Đài Loan đã đưa quân đến chiếm đảo Phú Lâm và đảo Lincoln ở phía đông Hoàng Sa. Lần thứ hai, vào tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc tiếp tục xâm chiếm toàn bộ phần còn lại của quần đảo Hoàng Sa từ tay quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Sau 30 tháng 4 năm 1975, chính quyền kế nhiệm của Việt Nam vẫn xem Hoàng Sa, phần lãnh thổ đã bị Trung Quốc chiếm đóng, như một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng. Tháng 11 năm 1996, lúc tách tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính độc lập, trực thuộc chính quyền Trung ương, Hoàng Sa trở thành một huyện của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên, mỗi lần Trung Quốc có những hành động như thăm dò, khai thác tài nguyên, cản trở các tập đoàn dầu khí nước ngoài khi họ có ý định liên kết với Việt Nam để khai thác tài nguyên, rồi tập trận, đuổi, thậm chí bắn vào ngư dân Việt Nam đang đánh cá trong vùng biển vốn thuộc chủ quyền của Việt Nam, lập đơn vị hành chính mới có các quần đảo của Việt Nam trong đó, nhằm phủ nhận chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa nói riêng và trên Biển Đông nói chung. Việt Nam thường chỉ để người phát ngôn của Bộ Ngoại giao lập đi lập lại tuyên bố quan điểm của Việt Nam về chủ quyền đối với các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa đã được khẳng định nhiều lần. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với hai quần đảo này. Rồi, thôi, đó là chưa kể nhiều phản ứng cũng như hành động của chính quyền đương nhiệm trước tất cả những sự kiện kể trên còn khiến nhiều người Việt ở cả trong lẫn ngoài Việt Nam bất bình. Thậm chí, không ít người nghi ngại quyết tâm cũng như thành ý của họ đối với chủ quyền lãnh thổ. Cũng vì vậy,
Việc chính quyền thành phố Đà Nẵng công khai quyết định bổ nhiệm chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa hồi tháng 4 vừa qua, rồi tuyên bố của ông Lê Dũng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao, việc bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Hoàng Sa được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Đó là việc làm bình thường, được tiến hành từ nhiều năm qua, được xem là hiếm thấy. Khi được đề nghị nhận định về sự kiện vừa kể, tiến sĩ Nguyễn Nhã, người đeo đuổi công việc nghiên cứu chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông trong hơn 30 năm qua cho rằng đó là một dấu hiệu tích cực. Ông nói, Ủy ban lưu vong của huyện đảo Hoàng Sa đó đã có nhiều đời rồi, nhưng mà thì này quyết định đã được công bố cho mọi người biết thôi. Một điều quan trọng là Ủy ban nhân dân của huyện đảo đó thì cái trụ sở nó vẫn là 132 Yên Bái là nặng. Và nó đã có một phòng trưng bày từ 2004 thì nó đã hoạt động rồi. Bây giờ tôi nghĩ là quy mô, cái vai trò, cái tầm quan trọng của nó trong cái đoạn này thì nó khác hơn thôi. Dấu hiệu tích cực từ phía chính quyền không chỉ ngừng ở việc công bố và loan báo rộng rãi quyết định bổ nhiệm chủ tịch huyện đảo Hoàng Sa, mà còn một số hành động tích cực khác cũng cần được ghi nhận.